Chấm hỏi. Hình như game này không có nói chuyện với nhau mấy friend ạ. Game này dùng âm thanh, với là dùng hình ảnh, với là dùng hành động để diễn tả sự vật và sự việc. Mấy friend không cần phải dịch một từ nào hết. Thật là tuyệt vời. Mình thích cách làm game như vậy mấy friend ạ. Làm game như vậy thì coi như là tất cả mọi người trên toàn thể thế giới đều có thể chơi được, mà không cần phải biết tiếng Anh. Đọc được bức thư phát là ôm đồ đi luôn mấy friend. Mấy friend biết thư nó nói về cái gì không? Chính phủ đòi lại cái tòa nhà này, chính phủ đòi lại cái mảnh đồi này, ông già này không còn nơi để dung thân nữa. Thật tội nghiệp ông già ấy. Mấy friend chơi game này cho nó dễ ngủ phải không? Tối có một giấc mơ nó thật là sâu. Tuổi trẻ. Cái này gọi là tuổi trẻ mấy friend ạ. Thật là ghen tị mấy friend. Kể cả là trong game mình cũng cảm thấy thật là ghen tị. Ô, con chuột thì tương tác được mấy cái đồ vật nè. Wow. Fucking wow shit. Ông đã bắt đầu nhớ lại cái thời trẻ của mình mấy friend. Vào năm 1890 ấy, khi mà ông ấy đang ở đây. Hả? Trí nhớ gì phai mặt phai nhạt nhanh vậy. Tưởng nhớ thêm chút nữa chứ. Grand of Sable. Nhúp, không hiểu gì cả. Hotel, khách sạn. Tiếng có to không mấy friend? Mà tôi kệ đi, game này không có ấy mà. Hello? Oh shit. Game nó không hướng dẫn cho mình cách chơi, nhưng mà bây giờ mình tự mò ra nè. Wow, cách chơi game này hay phết. Thích là hay hức. Chứ bây giờ mình chơi một game có cái mechanic như thế này mình phải làm ạ. Thật là thú vị. Có con mèo nào cho mình ôm phát à? Thôi, con mùn mình lấy ôm đấy. Hello? Tết. Không phải già nào kìa. Mình đứng lên chỗ nào là chỗ đó không có nâng lên được. Mình phải đi theo con mèo à? Tại vì đầu game ông già này ông chả nói cái gì hết. Đọc bức thư đọc mình cho mình đọc. Đúng là phải đi theo con mèo. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Vậy là game này chỉ có đi lên mới về thôi đó. Hotel. Bịt đường nước này mấy friend. Cho đàn với. Cốc. Ai gọi đó? Tôi là thỏ.
Cho đi vậy. Đi mình rồi. Ừ. Tuổi trẻ mấy friend ạ. Thật là ghen tị. Kể cả bây giờ và kể cả trong game đi chăng này. Wow. Game 2D mà có cần phải làm đẹp vậy không? Ừ? Ừ? Game này có đặt giải thưởng gì không? Hello? Game làm hay như vậy và đem đi gọi là dự giải các kiểu đấy chứ. Chúa mới biết lông này muốn đi đâu thôi mày friend ạ. Đi dạo. Có thể là ông đã già rồi. Cho nên là ông cảm thấy là cuộc đời mình nó quá quá ở trong nhà nhiều, cho nên là ông cần ra ngoài để ngắm nhìn thế giới lần cuối. Mình cù đích bài à? Ê? Game là game đi dạo, game khám phá, cho mấy friend đi ngủ, ok? Đúng rồi, ông phải đi dạo để trước khi lên bàn thờ hiểu không? Ông phải đi khám phá thế giới trước khi ông nhắm mắt xuôi tay. Làm cái game này không đơn giản đâu mấy friend ạ. Mấy cái đồ họa này phải vẽ rất là chi tiết, ok. Cộng với cái khối nhạc này, mỗi khúc là một bài nhạc khác nhau. Đâu có bài nhạc giống bài nhạc nào đâu. Suy nghĩ về điều gì vậy? Surprise! Ngạc nhiên không? Lắm tiền nhỉ? Thuyền này cũng lắm tiền đấy mấy friend ạ. Thuyền hơi bị nhiều tiền đấy. Oh. Bỏ cái đâu rồi? Ok. Hello? Không qua bằng đường này được. Ô. Mình chặn nước lại được này. Aha.
giờ mình đi qua bên này này. Rồi ok. Thôi tiện lên đây luôn đi. Ok ok. Nói chung là game này gọi là phiêu lưu giải đố, nhưng mà giải đố nó không khó lắm. Giải đố như kiểu cho con nít chơi thôi. Game này thích hợp nhất là lúc nào? Lúc mấy friend chuẩn bị đi ngủ rồi không? Vừa coi vừa ngủ. Hello? Ok. Bánh xe này vừa xoay ghê lắm. Vừa lên thuyền à? Chuẩn luôn rồi, lên thuyền nào. Let's go. Ok. Không biết là câu chuyện sẽ đi về đâu mấy friend. I don't know. Le Fare. Đang ở Pháp à? Le Fare là tiếng Pháp chứ đúng không? Lên tàu thôi. Tưởng phải đi bộ từ giờ đến đến đích. Ok, lái tàu rồi mấy friend. Let's go. Tàu tự chạy. Vậy thì mình buông chuột AFK đi làm gì? Mấy friend ngồi đây nhá, mình đi xuống Famitom đây. Oh shit, may phết. May cho mình không kéo quả rồi là lật lật bánh đường ray là TSML rồi. Tội mấy thằng soạn nhạc vãi kích. Cứ mỗi cảnh, mỗi lúc mà đổi cảnh là nó phải đổi nhạc. Phải soạn một bài nhạc mới. Vừa thư giãn mà lại vừa vui tai mà friend. Phải đủ mấy cái yêu cầu đó. Wow, nhìn khung cảnh phía sau đẹp nhỉ. Khung cảnh phía sau nhìn đẹp phết mà friend. Gần bằng Đắk Lắk rồi đó. Tiếc là Đắk Lắk không có trồng lúa, Đắk Lắk trồng cà phê thôi. Sorry.
chính xác. Wow, thằng nào soạn nhạc này hay quá vậy? Tí nữa mình vào folder game mình copy hết nhạc vào điện thoại mày friend. Nhìn mấy cái đám mây như 3D ấy nhỉ? Nhìn đám mây y chang 3D luôn. Fuck. Sorry. Này mình thấy đi lên trên cao ngắm mây cho rồi. Xuống đây có cái đất gì đâu ngắm. Này là bằng 2D hay 3D ấy nhỉ? Đôi lúc cảm giác cái cảnh vật phía sau như là 3D ấy. Nhìn mấy cái đám mây như 3D ấy. Đến đích rồi. Hết game rồi mấy friend. Này, bài đặt có hình ảnh phản chiếu của ông già nữa chứ. Hello. Câu chuyện không lời. Roche Surreal là đâu? I don't know. Mình phải Google để biết thêm chi tiết. Xuống thôi. Hello? Mình trở thành ông già chăn cừu rồi. Đúp. Mấy con chó này chặn đường mình mày friend ơi. Mình cứ tưởng là dắt bọn này đi theo cho vui, hóa ra bọn này chặn được mình. Hello? Hết đường rồi. Nhảy xuống được không dạ? Ông này nhớ ra cái thời mà đi nhập ngũ ra biển, có lẽ vậy.
Nhớ là đi không già? Quá. Oh shit. Ngoài nhà mình mưa rồi. Từ lúc đeo cái tai nghe này mọi thứ nó yên lặng quá. Nên tao ôm cái hộp. Vừa chơi game này vừa ôm con mèo là tuyệt vời nhất các bạn. Bây giờ ôm con mèo đẹp nhất nhà, ok. Đó là ôm con hổ. Đem mày cho tao ôm tí nào. Không tối tao mai tao bỏ đói đấy. Miu đâu? Miu lái. Ai là Miu? Không, game này đâu phải ai cũng coi được, có bực huy đấy. Game này chỉ có những bạn gọi là có tâm hồn, gọi là nên thơ và như mơ mới hiểu được. Fuck. Chúng này té lòi mồm đấy. Đừng ngồi, đừng có bỏ tao. Chó hổ. Làm sao mà xuống được nhỉ? Mấy con cừu này chỉ chặn đường mình đấy, cho nên là mình phải cẩn thận. Tao tao tao. Good. Không biết là Miu giờ có trong nhà để mình ra mình chụp đầu nó vào cái này. Bao nhiêu năm rồi có mực Hoàng Nguyệt chưa gặp Miu. Hello. Đây để mình cho cái bụng béo của Miu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Hello. Wow. Miu giờ to như cái thùng phi vậy là trend. Sao? Miu sao? Bất bản cuộc sống à? Buồn chuyện gia đình à? Sao? Miu giờ này khó tính, bởi là bé tí bắt đầu ngồi nhèo nhèo nhèo. Bé tí là gầm gừ chó này.
Lần này Miu ăn như con. Hồi trưa này mình có mà lồng dính đầy mặt rồi. Fucking hell. Hồi trưa có kho con cá cá nục. Tính là trưa ăn nửa con, tối ăn nửa con mà tối ra chả còn tí gì nữa. Và thật là tình cờ tối hôm nay Miu lại không ăn cơm. Ý là lấy cơm rồi trộn với cá, mình lại phải làm con khác, kho con khác. Nhưng mà thật là tình cờ tối nay Miu lại không ăn cơm, cho nên là thủ phạm có lẽ là không ai khác ngoài bạn ấy. Đồ bất nết, nhìn mặt chảnh như con chó vậy. Thì cho mặt, coi mặt này. Gương mặt của một kẻ gọi là không muốn bị ôm, nhưng mà mình phải ôm. Heo cũng đâu đến nỗi chán đời lắm đâu nhỉ. Yêu đời phết đấy. What? Giờ sao đây? Ấm phết ta. Trời mưa mưa ôm yêu ấm phết. Cái gì đấy? Ông ấy đi tìm kho báu à? Nhiều lông quá. Chó Miu này rụng lông nhiều quá. Hình như ông này đang tìm kiếm cái gì ấy mẹ Fren ạ. Thời còn trẻ ông đã tìm kiếm rất là nhiều rồi. Bây giờ nhà lên bắt đầu ông đang cố gắng hoàn thành cái giấc mơ của mình chắc. Hình như mình phải qua đây chứ đúng không ta? Cái này ghét đe mày phải này. Trả được đây trước để tính tiếp. Theo logic là mình phải xuống cái tấm phía dưới cơ. Tự nhiên game này là mình nhớ lại cái game. Game gì mà ngày trước nói về game 3D chứ mày, game này nói về ông già mà. Cũng là ông già nhưng mà Arise, a simple story, my friend. Bây giờ thì mình nhớ rồi. Arise, a simple story. Câu chuyện thiệt là hay. Mưa to ghê. Tâm cảm, ông già hơi ngu. Ấm ghê. Con Miu đang tỏ ra khó chịu. Khó chịu một cách đáng sợ. Ê chà, ngoài trời nhà mình giờ mưa to lắm. Rất là phù hợp với khung cảnh game. Game không mưa to lắm nhưng mà cũng gọi là mưa không. Mưa to vãi. Sao? Nằm đây ôm tí làm gì căng vậy? Chó này. Gì đấy? Thank you.
cái đó hình như chặn đường mình chứ sao ấy. Có lẽ là vậy. Không nhà đêm nay sẽ bị trú mưa trên cái hốc đá cái này. Rất là tội nghiệp. Nhưng mà do ông đã thôi. Ông già rồi, ông lại còn cố chấp đi xa này. Nên đó là nơi trú mưa tốt nhất mà ông có. Mong kể ra ông hay đấy. Nếu mà mình đang cái độ trẻ trẻ như này mà mình được đi du lịch như ông già này, mình trú mưa một cái nơi như vậy, cảm giác nó phê phê nào biết không? Ngoài kia trời mưa mưa mà mình đứng ở trên cái vách núi vách biển như này. Wow. Wow. Thật lùng mình. Hả? À. Vợ chồng lục đục rồi. Gia đình tan vỡ rồi. Mưa vậy mà không trú mưa, đi tiếp. Very nice. Trong game mưa, ngoài đời mưa, còn gì tuyệt vời hơn. Oh, hello anh Sơn. Khỏe không anh Sơn? Lâu quá không gặp anh Sơn. Tưởng anh Sơn chết rồi, tưởng dịch Covid cách ly rồi. Nhận được 4 tiếng à. Mới được có 3 tiếng thôi, không cần lừa em. Trên hình nó hiện rõ là 3 tiếng 17 phút, ok.
easier. Rất lửa lên. Anh Sơn hỏi Huy ấy. À, Huy nó giải thích chật. Ờ, ông này xách cặp ra đi rồi. Để lại con nhỏ và ngôi nhà phía sau. À, vậy là bây giờ ông đang tìm đường về đấy. Bây giờ ông đang tìm về lại với mẹ con, à lộn, vợ con, các kiểu có thể, I don't know. Thế bây giờ ông đi đâu? I don't know. Lạy Chúa. Hả? Để cho nó đi chơi với đàn em của nó. Không lại tỏ ra khó chịu. Aha. Má, cứ mỗi lần ôm con Mew là lông mèo dính đầy mặt. What the fuck? Oh la la, Santa Barrio. Bây giờ mình sẽ lên khí cầu để bay, my friend. Chúng ta sẽ đóng cái bộ phim Up and Away. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Oh la la, Santa Barrio. Đàn cừu này nó chỉ di chuyển qua lại những cái đám cỏ thôi không? Và đàn cừu này nó chặn đường của mình. Đó, mọi người chỉ cần biết như vậy thôi, ok. Mấy cái giải đố này đối với mình. Mặt làm sao? Mặt handsome thế này mà. What's this? Hello? Cho đi free luôn kìa. Phút lửa lên, let's go. Up and away, my friend. Hey-o, hổ con, my friend. Hổ con thì không có lông nhiều lắm. Hmm.
ông này một thời bỏ nhà ra đi lênh đênh trên biển để đi tìm cái gì ấy, kho báu à? Wow. Cứ tưởng là con bạch tuộc. Cái cầu kìa. Hết xăng. Một con đường mất nét là tự dưng thả ông già một cái nơi rừng không bông quạnh như thế này. Thả ông ở thành phố thì cũng thả. Hello. Lại giải đố my friend. Làm sao để chúng ta có thể đi qua phải trong khi có hai đàn cừu đang chặn đường chúng ta? Câu trả lời sẽ có trong các tập tiếp theo. Đầu tiên chúng ta đuổi đàn cừu này qua bên này, ok. Sau đó chúng ta đuổi đàn cừu này qua bên này, ok. Thì đàn cừu này bắt buộc phải lên đàn cừu trên này, ok. Ok. Sau đàn cừu lên trên này chúng ta sẽ làm gì? What the fuck? Aham. Đầu tiên chúng ta lên đây đứng cái đã. And then chúng ta đuổi đàn cừu lên đây. Chúng ta đuổi đàn cừu này về bên này. Ok. Đàn cừu này bên đây đứng, ok. Ui, các bạn đuổi yêu này. Xong chúng ta nhảy xuống. Too easy, my friend. Đùa chứ game dễ quá. Hình như không phải là thế. Rồi xong, ông già chết đuối hết game. Nó chết thật à? Nó chơi mà chết thật kìa. Fuck. Và bây giờ ông già đã bắt đầu ôm tấm hình mình nhớ lại bà vợ của mình. Xuống lấy gì uống cái đã. Hey-o.
Ơ? À, người mà đi được dưới đi được dưới lòng biển, ông này còn sống không đấy? Hay là bay màu mẹ rồi? Nghi cha già này đi rồi mấy phải nè. Có màu là ông này bay rồi. Người bình thường không ai đi được. Không ai đi được dưới lòng biển. Aquanet còn bốc cần lên thì chuẩn rồi. Aquanet mấy phải nè. How the fuck? How the fuck? Bởi vì quá buồn nên ông ấy đã gieo mình xuống biển. Từ đó không còn ai thấy ông nữa. Tại vì ông ở dưới đáy biển thì bố thằng nào thấy được. Đi lại không nhỉ? Ok, ông có thể xuống được rồi. Vài cứt. Hello, sao cái khỉ này cứ treo ai vậy? Wait, what? Mình phải đi đâu nhỉ? Hình như mình phải dừng cái bánh xe này thì phải. Right? No? No right? No right. Oops, game nó không nói điểm đến cho nên là không biết đi đường nào hết. Hello? Where am I supposed to go? I don't know, I don't know. Ủa, cái đường hạ xuống được này. Còn giờ này té xuống đâu nha. À, thì ra là ở sâu dưới này có một cánh cửa bí mật. Nhưng mà cánh cửa nó không có chìa khóa. Rồi luôn. Khi mà ông quay trở về nhà thì căn nhà đã được bán mất rồi. Gia đình của ông đã chuyển đi một nơi khác, một nơi rất xa, để lại ông già một nơi rất cô đơn. Sau khi hong khô người, ông sẽ đứng lên và đi tiếp, ok? Tiện nhỉ. Cái gì có trong người ấy. Let's go.
cùng nhau leo núi rồi mấy friend. Không cần ăn đâu, dạ dạ rồi không cần ăn. Cuối cùng ông cũng có thể nghỉ ngơi được, my friend. Sau một hành trình rất rất là dài. Vô hình chung thì mình chưa biết là ông đang đi đâu nữa. Lại ngồi đây và suy nghĩ về cuộc đời đấy. What? Cái kiểu cua đầu gì lạ vậy? Tép tép. What happened? Tép tép. Ông này bảo lên xe đi, ông này sẽ chở đi hả? Đang lên, bình tĩnh. Thank you. Đi ra phía trước trả tiền rồi nó mới mở cửa phía sau cho mình đi, hiểu không? Let's go. Hello. Đi nào, hello. Let's go, hello. Lạy Chúa, để biết thêm thông tin chi tiết. Rồi giờ đi của gì? Oh my god. Có thể là mình bấm lộn. Hoặc là mình chưa hiểu cái nút để chạy, nhưng mà nếu mình bấm một lần nó không có chạy. Bấm vào sau đít thì nó đổi đầu, mà bấm vào đầu thì nó kéo không có được. Phải nhấp liên tục vậy à? Xe gì ngu vậy? Quá. Thôi để mình đi bộ mày cho nó nhanh, bắt mình lên xe nó bắt đầu làm trò cho thế này. Lạy Chúa. Thì ra là nhấn đúp vào cái đường. Lạy Chúa. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Nhấn đúp vào cái đường mới được mấy friend ạ. Đúng con game này. Quá. Đi cái gì đây? Hello? Ahem. What?
về lại được không? Câu này chưa đủ cao rồi. No. Căng nhỉ. Không qua được. Này thì cũng hạ thấp xuống hết được, chỉ đến đây à. Màu đen chứ, I'm sorry. Đồng nhạc xuống thấp thế này. Oh my god. I'm sorry my friend. Vấn đề đơn giản như vậy mà này giờ mình lại cái phức tạp hóa nó lên. Ok. We could. We could my friend. Mình tự nghĩ ra đấy. Không phải đọc comment đâu. Tự mình nghĩ ra đấy. Ông này tính ra đi nhờ hơi bị nhiều đấy nha. À, đi nhờ ô tô này, đi nhờ khinh khí cầu này, đi nhờ thuyền này, bây giờ ngồi xe tải này. Ờ, à, điểm dừng nằm đâu mà cứ đi qua đi lại vậy? Alo. Ông xây một căn nhà. À. Căn nhà đầu game này, căn nhà mà đầu game mình bước ra này phải không? Giống giống này phải không ạ? Theo như trí nhớ của mình thì là vậy. Vậy là sắp hết game rồi đó. Một khi mà nhắc lại cái thứ mà bắt đầu là có nghĩa là sắp kết thúc rồi. We are here. Chúng ta đã đến đây rồi. Cảm ơn cậu gì đó nhé. Let's go. What? Xong nội này là gửi đâu? Đây chính là căn nhà ấy my friend ạ. Tại sao mình biết? Tại vì nó nằm giữa màn hình như vậy. Gõ cửa nào, bấm chuông nào. Chuẩn bị người thân ra đón này. Không ăn thì cứ ngồi biết vậy, hello. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi chắc chắn không phải là thỏ. Một mái tóc màu đỏ bắt đầu lao ra. Honey, I am home. Không được là nhạc này còn vui như vậy là không phải. Chừng nào mà nhạc nó buồn đấy, buồn rề rề, buồn thấm thiết đấy. Lúc đó mới hết game này. Ơ à, mình đoán là chỉ còn đúng là mái tóc màu đỏ mà. Bà vợ già của mình đã ra đi.
Bấm đồng hồ cho thời gian tua nhanh cho bà mau đi. Oh shit, bà mở mắt ra kìa. Nhắm mắt lại. Mấy friend, nếu mấy friend không biết thì đây là game không lời, ok. Cho nên là bà sẽ ra đi mà ông này cũng không nói gì với bà hết. Để lại hai người gọi là nước mắt tuôn rơi thôi. Sao đứa con thất vọng vì ông già của nó, có đứa con cũng bỏ đi luôn. Để lại mình ông già này đây. Phải không biết. Hoặc là cái cảnh vừa rồi có thể là cảnh tưởng tượng, có thể là ông chưa bao giờ gặp bà, I don't know. Không, nhưng mà có lẽ là ông gặp bà rồi ấy. Đúng rồi, ông chắc chắn đã gặp bà rồi. Bức thư này là con gái gửi cho ông. Bố tóc trắng mẹ tóc đỏ nhưng mà đẻ ra con tóc đen. Cho nên là mấy friend biết con ai rồi đó. Sao lại ôm nhau khóc rồi, hết game rồi đúng không? Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, ok. Có lẽ đến đây chúng ta sẽ xin chào và tạm biệt đúng không? Game này chơi được bao lâu rồi? 1 tiếng 18 phút. Mấy đứa trên YouTube nó cũng chơi đến đây thôi. Mấy đứa trên Steam nó bình luận game nó cũng chơi đến đây là hết game rồi. Chưa. À không, đến đây là hết game rồi. Đến đây roll credit. Bố và con gái cùng nhau chèo thuyền lần cuối. Hả? Con này có con luôn à? Mình thành ông ngoại, ok. Very nice. Hết game thật luôn à? Thế mà có đứa là bảo game này chơi 1 tiếng rưỡi, Dũng thì chơi hết 3 tiếng đồng hồ. Mình chơi hết có 1 tiếng 15 phút. Nói chung là game rất ngắn, rất hay và rất nhiều cảm xúc. Mình đùa khúc cuối đấy, chả có nhiều cảm xúc lắm đâu. Chỉ có một vài cảm xúc nó cứ chạy qua chạy lại vậy thôi. Vô hình chung thì game làm rất đẹp. Rất đẹp thì nói chung là nói hơi thái quá rồi. Nói chung là game làm đẹp. Nhạc à, âm nhạc thì có vẻ như là rất là relax my friend, nghe rất là dễ ngủ. Nhắc mình nhớ tí nữa mình sẽ vào folder game, mình copy mấy cái nhạc này copy vào điện thoại. Không biết là nhà phát hành game nó có cho hay không nhưng mình cũng quan tâm, tại vì game nằm trong Steam mà. Mà trong Steam là mình đã mua, mà đã mua là của mình, của mình là mình cứ copy thôi. Ai chà, khúc roll credit ở nhạc cũng hay phết. Nội dung game là gì? Chúa phải hiểu được. Ông bố đang ở một nơi rất xa, nhận được một bức thư xong đi một quãng đường rất dài rồi về thấy bà vợ nằm, nó bắt đầu trăn trối vài câu, các bà khóc. À lộn nhầm, bà đi, xong rồi hai bố con ôm nhau khóc, xong rồi lên thuyền để đi tiếp. Thế là thế nào? Chúa mới biết được. Thôi được rồi, nói vậy thì nghe có vẻ giống như mình không chịu động não. Thôi được rồi, nếu mà ý kiến cá nhân này không? Đây là kiểu như là về cái tư duy của mình thì nếu mà cho mình gọi là bịa ra một cốt truyện thì có lẽ là ông bố bỏ nhà đi tìm kho báu, sau đó quay về thì thấy gia đình bán nhà bỏ đi rồi ông xây một căn nhà riêng, bla bla bla. Nói chung là ông vẫn biết là nhà con gái ở đâu, hiểu không? Mình nghĩ là vậy. Nếu không sao con gái mà gửi thư cho ông được, có nghĩa là con gái biết ông ở đâu. Cũng có thể là ông không biết con gái với vợ ở đâu, I don't know my friend. Mà quá khó hiểu mấy kích. Không có một cái cốt truyện hợp lý nào để chẳng có một cái logic nào là hợp lý để có thể áp đặt vào cái câu chuyện này được my friend. Mọi thứ đều vô lý hết. Đến khúc cuối là hai bố con lại giăng buồm ra đi trên thuyền trên biển như thế này, cười có vẻ hạnh phúc lắm. Thế là thấy quái rồi nhỉ. Không lẽ ngay từ đầu là bà mẹ không thích đi biển? Bà bị say tàu, say sóng, I don't know. Rồi đến khi bà vợ chết rồi hai bố con rất là hạnh phúc, kiểu như vui hơn khi vợ chết bởi vì có thể tự do đi ngoài biển, I don't know. Hoặc có thể là họ đang đi tìm kho báu. Nhưng mà đi kho báu lại ai cho cháu đi my friend? Một khi để bé cháu đi có nghĩa là đi chơi, I don't know my friend. Nói chung nhà phát hành game cố tình làm cho mọi thứ nó phức tạp hóa vấn đề lên my friend, hiểu không? Thực ra vấn đề không đến nỗi phức tạp như vậy, nhưng mà chẳng qua nó làm những cái vấn đề nó chả liên quan gì đến nhau lắm, để cho mọi người tưởng tượng nó rất là phức tạp. Rồi lồng ghép vào những cái hình ảnh thật là đẹp và những bài hát gọi là thật là du chương êm đềm. Đánh lừa mọi người không? Giống như mấy cái bài hát ở Việt Nam mình ấy. Nếu mấy friend để ý, mấy cái câu từ trong đó hầu như nó chẳng có nghĩa gì cả. Nếu mà được 2-3 chữ thì nó sẽ có nghĩa, nhưng mà ghép lại với nhau nó chả có một cái lý gì cả. Nó không có logic trong đó phải không? Nhưng mà bù lại thì nghe bài hát rất là hay. Không thêm mấy friend Google cái bài hát tan biến của Em For You ấy. Tan biến của Em For You, mấy cái lời bài hát trong đó nó vô nghĩa lắm. Chẳng có lý, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà nếu mà ghép lại thành một cái câu với lại ghép lại một thành bài thì nó là rất là hay, hiểu không? Sau khi nghe xong chúng ta lại cảm thấy oh shit, mindfuck. Game này cũng vậy. Nhưng mà rất mừng là game ngắn mấy friend. Game này mà dài nên là mình hơi bị wow đấy. Ngắn này là ngắn vừa phải rồi. Ngắn trong phạm vi gọi là tuyệt vời. Very nice. Và bây giờ là 12:40. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye và good night my friend.
See you again. The end. Just elevated so that all God's creatures can hear me shout it out like my name is Aretha, getting R-E-S-P-E-C-T, fly by, see the looks on your faces, cause I'm in 4-E-F-F-E-C-T, jet setting on a daily basis. David F, man, you don't stop. David, David, you won't stop. We came to rock it till the city takes off. Mr. Captain, yeah, I'm an ace pilot, yeah, I wanna spread my wings and fly to all my people in cars. Yeah. And so my first pass, oh, yeah. We'll show you how to scrape the sky. Yeah, yeah, yeah. As the curvature of the earth takes shape, fly fast forward like a videotape. And okay, now, just follow my jet stream, proud in the clouds on the boom in your precinct. I'll hop no trampoline, black box in the pocket of my jet jeans. Shine with the stars so bright, even NYC sees me. Get that. I see London, I see France, now lay these bows in my turbulence. Drop jams from the sky like manna, all the way from Alabama to Copacabana, back to the west side where I reside. So, excuse me, do you care if I jump to the bomb and take to the skies? We demonize them to let the hook fly. David F, man. David, David. We came to rock it till the city takes off. Mr. Captain. Yeah. I'm an ace pilot. Yeah. I want to spread my wings and fly to all my people in coach. Yeah. And to my first class, folks, yeah. We'll show you how to scream.